Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua và rất nhiều các bậc phụ huynh ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm người thân, tìm chồng, tìm con, tìm vợ. Đây hôm nay tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một chú cũng rất lớn tuổi rồi, quê từ An Giang, hôm nay về Bình Dương phải nói là để về đây đăng một cái thông tin vô cùng bất ngờ. Các anh em này đã tư vấn cho chú nhưng mà thực sự là bây giờ cái câu chuyện này gia đình chú hiện nay rất bức xúc. Vì vậy cho hôm nay đã quyết định là một người cha vượt mấy trăm km để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm một người con trai gọi là quý tử của mình. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, con xin phép xin chào chú nhé. Chú có thể chú giới thiệu cho các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội đang theo dõi video đội hiệp sĩ của tỉnh Bình Dương. Chú họ tên đầy đủ là gì? Tên Đặng Minh Thảo mà ngụ ấp ở xã Hòa Bình, xã Hòa Thịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Chú cầm thấp hình xíu chú. À, hôm nay cũng đến đây để nhờ đội hiệp sĩ Bình Dương là của anh Nguyễn Thanh Hải đó, à, trong đội đó để chờ giúp đỡ giùm mà để tìm lại một cái chiếc xe Alex màu trắng xám đó, biển số 63B4, ba số biển số thì 31791, mà con nó đã lấy của anh vợ nó đã đi là ngày 14 tháng 4 đến nay, là nó có một cái cách là để nó không có sự thật, nó hỏi mượn một chút xíu vậy đó rồi để mà nó đi, nhưng mà nó đi luôn rồi. Bây giờ tất cả các thông tin gì đó đều là cắt đứt liên lạc hết. Mà nay thì gia đình đó của bên bị nạn thì cũng quá khó khăn đó. Cho nên đến đây là nhờ cái đội hiệp sĩ của mà trên Bình Dương của Nguyễn Thanh Hải đó, là nhờ trợ giúp giùm để kiếm lại chiếc xe, hoặc là khi mà nó có cầm ở đâu đó thì để chỉ địa điểm đặng mà cho chỉ địa điểm nhưng mà để cho là gia đình đó là có khi đến chuộc lại. Dạ, bây giờ đó là cơ hội tốt để cho là con nó trở về. Nếu nó còn chiếc xe thì mong là quý là các là mà anh em bà con á. Dạ. Rồi chú cho con đỡ, cho ngắt lời chú này. Mình chú cầm sát hình xíu chú. Cầm sát. Rồi ok chú. Bây giờ chú này, hôm nay là chú là quê từ An Giang ha. Chú bao nhiêu tuổi chú? Dạ 61. 61 tuổi ha. Dạ. Rồi hôm chú đi từ lúc mấy giờ vậy chú? Đi hồi lúc mà 5 giờ, gần 5 giờ. 5 giờ sáng ha. Dạ. 5 giờ sáng, bây giờ là hơn 9 giờ. Dạ. Hơn 9 giờ sáng mà. Gọi là chạy xe liên tục 4 tiếng, chú chạy xe hay là chú đi xe khách? Dạ, chạy xe. Chú chạy xe Honda luôn. Dạ. Ủa, chú chạy tốc độ dữ mà. Không, chạy cũng gần thôi. Nhẹ, chạy thấp thôi, nhẹ. Thấp mà chú đi nhanh dữ mày ha. Có 4 tiếng này hả? Từ An Giang vào đây bao nhiêu cây chú? Chắc cũng khoảng mở 100 ngoài cây. 100 ngoài cây xa vậy hả? Vì mình không có biết công tơ đề mét. Rồi cho con hỏi thế này nhé. Hôm nay chú, đúng không ạ, từ An Giang chạy xe về đây phải là vượt xa hàng trăm km để về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm đây có phải con trai chú không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, chú có thể chú giới thiệu rõ hơn con trai chú họ tên đầy đủ là gì? Dạ, nó là tên là Nguyễn Văn Vũ, sinh ngày 19 tháng 11. Rồi 1986. Dạ. Thì số giấy chứng minh của nó được, là thôi được rồi chú, được. Dạ. Bây giờ này, gọi là con chú là sinh năm 1986 ha. Dạ. Dạ cùng quê với chú luôn ha. Dạ, nó bây giờ thời gian sau đi lên Bình Dương này làm ăn. Rồi. Rồi bây giờ đó là tôi. Dạ. Bây giờ này, con là con chú, đây là con ruột ha. Dạ, con ruột. Dạ. Rồi. Chú cho con hỏi là con chú hiện nay trước thời điểm mà bỏ nhà đi mất tích này đã có vợ con chưa? Lúc trước kia nó cũng có vợ, có đứa con gái gia đình rồi. À, vợ đâu rồi? Vợ hiện nay dạ, còn nó sống cũng rồi. Thôi rồi. Là hai vợ chồng ly dị à? Ly dạ, thân à? Ly thân. À. Dạ. Dạ. Cho con hỏi thế này. Hôm nay là chú về đây đăng thông tin như này, thực sự anh em rất bất ngờ. Dạ. Đây là con nói thẳng như vậy. Bởi vì những cái thông tin mà cha mẹ đăng thông tin mà gọi là như này là gọi là bóc phốt con rồi. Đúng không ạ? Dạ. Là những câu chuyện này gần như là không có trong tiền lệ trong đội hiệp sĩ của này Bình Dương. Vì vậy con muốn hỏi chú sâu hơn để rõ hơn cái câu chuyện này. Dạ. Con chú là trước giờ là có chịu làm ăn gì không chú?
Thật sự là trước kia nó cũng có làm ăn ở công ty, nhưng mà từ ngày nó cũng tụ tập nó đi chơi bời cờ bạc này kia đó. Chơi gì vậy chú? Luôn đến chơi, nay. Chơi gì vậy chú? Cờ bạc thường khi nó cũng quýnh bài rồi này kia, thì quánh lúc bài. Mà vợ con nó cũng nói nó đi quýnh bài vậy thôi à. Quýnh bài. Dạ, quýnh bài với nó chơi bầu cua rồi vậy. Ồ, bầu cua tung cá luôn. Quýnh dạ. Bài ăn tiền không? Hay anh quýnh vui. Cái đó là nó cũng đi đánh ăn tiền, nhưng mà nó có được không? Cũng phải thua lỗ rồi này kia gì nó mới ra khớ sự như vậy. Hiện nay là con chú còn nhà, chứ có nhà chưa? Có nhà riêng không? Nó chưa có nhà riêng. Vậy là ở sống với chú? Không, nó cũng không có sống chung nữa. Ở trọ luôn chú? Dạ, ừ. Nó cũng ở trọ đó. Mà thời gian rồi vợ chồng nó thôi đi. Sau này nó có quen cái người con gái đó là tên là Linh. À, dạ. Nó cũng bằng chung công ty. Rồi con nhỏ đó thì nó cũng chơi chung, nó cũng cờ bạc. Ồ. Dạ, cũng vì con nhỏ đó mà gia đình của nó cũng tan nát hết. Rồi. Nó bỏ vợ, bỏ con nó luôn rồi nó theo nhỏ nó sống tới giờ. Dạ. Bây giờ là hiện nay mấy năm nay rồi nó sanh ra cái chuyện này. Vậy là bây giờ hiện nay là con trai chú sống chung với một người đàn phụ nữ đúng không? Dạ. À, tên Linh nhà đó. Dạ. À, đang là trước đây làm chung công ty nhưng bây giờ hiện nay là sống chung với nhau rồi. Dạ, đúng nó có khi sống chung rồi có khi nó mình thì thật sự là mình không thấy thấy rõ. Dạ. Rồi. Không biết chỗ nơi luôn. Cho con hỏi thế này. Vậy là hôm nay chú về đây là nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm con chú để làm gì? Dạ, để tìm nó là coi như là nó có về ở dưới ở Tiền Giang á. Là nó cũng như nó lợi đó là nó lợi nhà của em rể với em buộc nó. À, lợi nhà em gái. Lại nhà em gái. Dạ, nhà em gái với em rể. Dạ. Nó rồi nó hỏi nó mượn chiếc xe Alex á. Dạ, AB. Rồi dạ. Rồi bắt đầu nó đi. Nó đi mượn là mượn. Mượn là mượn, nó đi đi đâu vậy chú? Nó nói nó mượn là nó đi về nó tắm thôi. Ồ. Dạ. Rồi bắt đầu là nó đi luôn. Mất liên lạc luôn rồi nó đi về. Đi lâu chưa chú? Đến giờ phút này nhiêu ngày rồi? Nó đi đến nay nữa là coi như là 6-7 ngày rồi. 6-7 ngày rồi. Dạ, nó đi ngày 14. Dạ. 14 ngày 19 rồi. Tối khoảng 8 giờ. Dạ. Dạ. Vậy là mượn xe, mục đích chứ mượn xe của em gái ha. Dạ. Và em rể. Em rể, nhưng mà trong khi đó là có mình ở đứng tại đó luôn. Có chú đứng đó luôn. Dạ, chứng kiến. Chú chứng kiến là dạ. Con chú họ có hỏi mượn. Dạ. Và con rể và con gái được sự đồng ý. Dạ, được sự đồng ý hết. Dạ. Vậy là hôm nay sao con rể chú cũng không lên đây mà để chú lên đây? Bởi vì có nó có đi lên một lần rồi nhưng mà có con cái bị gì á. Trong khi nó cũng còn suy nghĩ tới anh em mà cái tình nghĩa là nó sợ thằng này cũng như là ở tù này kia. Rồi hơn nữa giờ khi mà về để hỏi cha cứu kỹ lại thì lên đây thì nhờ mấy chú hiệp sĩ thôi. Dạ. Còn cái vi phạm đó thì để sau này cái đó là tùy theo cái chuyện của pháp luật. Dạ. Đó, còn giờ con cháu thì đứa nào cũng vậy, nó muốn mong để nó kiếm lại được chiếc xe. Bây giờ chú là vào đứng ở cái cương vị ở giữa là một người cha ha. Dạ. Đúng không? Rất khó. Một người cha sinh ra một người con rể, sinh ra một người con gái và một con trai, đúng không ạ? Dạ. Hai bên đều có gia đình riêng hết rồi. Nhưng mà hiện nay thì gọi là chính thức là con trai chú lừa con gái, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà con gái này không phải con gái không, mà con gái hiện nay là khổ là lấy chồng. Dạ. Lấy chồng bây giờ phụ thuộc nhà chồng. Dạ. Và bây giờ chính vì lý do như vậy là chính bản thân con gái chú hiện nay cũng rất khó xử. Và chú hiện nay cũng rất khó xử, đúng không ạ? Dạ. Hôm nay chú về đây chú đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, suy nghĩ kỹ rồi đó. Đăng thông tin lên ấy là nó rất ảnh hưởng. Con nói thẳng chú như vậy. Dạ. Dạ, nó rất ảnh hưởng đó. Vậy là chú cho con hỏi này, con chú là từ trước là có vi phạm gì không? Dạ, thật sự là không có. Trước thì chưa vi phạm, nhưng mà chơi bời quậy phá là có ha. Dạ. À, mình con chú đã lấy tiền đi bạc nhà hay là cầm cắm đồ tài sản nhà nó, chưa? Có lúc nó cũng lấy đồ của bạn bè nó cầm, nhưng mà gia đình cũng là sức ra đằng để mà chuột lại. À. Đó, nhưng mà lần này là coi như là nó làm lai gai hoài à. Với không tiền bạc trong nhà nhiều khi đó đưa gửi cho nó này kia nó cũng tiêu xài hết. Dạ. Đó là với bây giờ cuối cùng mà nó cùng Phương rồi nó về đây nó làm tới cái chiếc xe này là đối với em ruột của nó. Dạ. Em gái nó với em rể với gia đình. Dạ. Còn bây giờ mình hết cách rồi đúng không? Dạ. Dạ. Con chú là ở nhà là gọi là chưa vi phạm pháp luật đúng không? Dạ. Nhưng mà thực sự là rất quậy phá rồi. Dạ. Gọi là lấy của cha của mẹ của anh em. Dạ. Thậm chí là vay mượn người nọ người kia mà chú giờ vấn đề là chú phải trả tiền đúng không? Dạ. Chú phải trả hộ. Đúng rồi. Đăng thông tin này lên là có thể sau này con chú với gia đình con gái chú có thể là sau này chắc chắn là sẽ mất đoàn kết. Đây là con nói thẳng như vậy chú để chú biết ha. À, cái chuyện này thì dạ. Coi như để vì cái chuyện nó làm thì nó phải chịu thôi. Dạ. Đó. Cho con hỏi là chú đăng thông tin này là có đúng sự thật không chú? Dạ đúng sự thật. Nếu sai? Dạ nếu sai tôi hoàn toàn chịu trước pháp luật. Dạ. Bởi vì anh em hiệp sĩ Bình Dương là giúp dùng miễn phí. Đó. Dạ. Chủ yếu tìm con cho chú. Thì gia đình mình về có hướng ha. Dạ. Còn anh em không có can thiệp sâu được. Dạ. Bởi vì đây là con chú nó rất khó. Nếu người khác thì này, các anh em xử lý cách khác. Nhưng đây là vào cái cương vị con chú.
thực sự một cái câu chuyện là một người cha ruột về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tìm là bình thường, nhưng đăng tìm nhưng mà thực sự là con rể lại, con gái, con trai lại lừa con rể thì câu chuyện chưa có trong tiền lệ. Vì vậy nên con cũng mong là chú chia sẻ một câu chuyện rất thực tế, thật lòng nhất. Hy vọng là con trai chú xem được video này, con trai chú suy nghĩ lại, quay trở về. Cũng như cho nó có cơ hội là, một là nó phải đem cái xe về. Thứ hai nữa giờ nó có cầm cố ở đâu đó, rằng biết rằng cho gia đình đó là thằng mà lo đi chuộc lại. Chứ giờ mua ngang thì cũng không có, mà mua mới thì cũng không có tiền. Vậy là thực sự bây giờ một cái chiếc xe đó đối với con gái chú và con rể chú là rất khó khăn. Đúng rồi. Không có còn sinh hoạt gì được hết. Vậy là hiện nay là gọi là cái phương tiện để đi lại làm ăn đúng không? Dạ. Mà chính người con trai mình đã lỡ lòng nào đi gọi là lợi dụng cái tình anh em, gọi là anh vợ ha, tình anh em mà đi lừa chính em gái của mình, em rể mình, thực sự câu chuyện này gần như không có trong tiền lệ đâu. Con nói thẳng như vậy. Hoặc chú có điều nào chú muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này? Hy vọng là chính bản thân con trai chú xem được video này, con trai chú sẽ giật mình và quay trở lại. Dạ thì đó là nhờ mấy chú nói giùm, chứ bây giờ tôi thì cũng không biết lời lẽ thì cũng không có được bao nhiêu, cũng không hiểu gì nhiều á, thì nhờ mấy chú nói giùm. Chú có điều nào chú muốn chia sẻ trên video này, hy vọng con trai chú xem được, người cha mình đang vượt xa hàng trăm km bỏ thì, công bỏ việc về đây. Bây giờ phải cho nó xem, nó coi rồi nói với nó là phải là giờ nói với con là phải là nếu mày còn chiếc xe thì mày phải sớm đem về, còn nếu không đó là gia đình rất là khó khăn, ở dưới là bên xu gia rồi chị em của nó là nóng ruột là cái đưa cho mày ra pháp luật luôn đó, đi trình báo với công an đó là chi nã nó luôn đó, để nói vậy đó cho nó biết. Bởi vì bên xu gia là với còn anh chị em của bên kia nữa, chứ đâu phải là bên mình không đâu. Hiện nay có nghĩ rằng nếu như cái xe này đối với tài sản của người khác thì là quá bình thường đúng không ạ? Nhưng đối với gia đình chú và con, nhất đặc biệt là con rể chú thì thực sự là rất khó khăn. Vì vậy chú mới lặn lội vượt hàng mấy trăm km về đây để về đây tìm con, mục đích chính là con lừa con rể. Chú là thực sự cái cương vị đứng giữa thì con đã chia sẻ với chú rồi. Câu chuyện là rất khó ha. Mình bỏ thì bỏ bên này trọng bên kia thì không được, nhưng mà thực sự là con chú thuộc dạng là một con người phá từ trước đến giờ rồi. Đăng cái này lên là nếu như con chú mà nói là bán xe rồi, xài hết rồi thì chú sẽ nghĩ sao? Thì cái đó để nó về, nếu mà nó như vậy thì nó như biết là nó thắng tận lương tâm rồi. Bây giờ nếu nó như vậy nữa thì để về nói với con rể hoặc là gia đình nó rồi coi như tính như thế nào nữa thì thêm một bước nữa. Đến giờ phút này chắc chắn rằng con chú xài hết tiền rồi. Con khẳng định chú luôn. Bởi vì một người mà đã lừa hết người nọ người kia rồi, vừa lừa người thân rồi là hết cách để đường cùng rồi. Đó. Vậy là con chú trong thời gian qua là có hoạt động, có làm việc cái công việc gì không chú? Thì nó cũng có đi làm công ty nhưng mà nó nghỉ lâu rồi. Có khi bây giờ nó nói những cái gì không còn tin tưởng được. Là vì nó nói nó đi làm công ty thì nó không có làm. Nó không có làm. Kể như nó nói thôi. Nó nói gặp mình thì nó nói kiểu là nó có công ăn việc làm vậy thôi. Nhưng mà thật sự nó không có làm. Cho nên cuối cùng vợ con nó phải là chia tay hết. Trước khi chú về đây là chú và con gái, con rể và thậm chí là các con của chú đã bàn bạc kỹ chưa? Dạ có bàn bạc kỹ rồi. Các con là đồng thuận ha? Dạ đồng thuận. Bởi vì đây là một cái câu chuyện rất phức tạp. Dạ. Chú còn điều là muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội đã theo dõi video đội hiệp sĩ Bình Dương. Giúp chú chia sẻ nhiều hơn để sớm biết được thông tin chính thức con chú đang ở đâu. Dạ. Mời chú. Là cũng như là mình nói với bà con đó, mong bà con đó là giúp đỡ đó, cho tôi đó là được đó là gặp đó là tên đó là Nguyễn Văn Vũ này trong hình ảnh này nó, để sớm để nói chuyện với nó, hoặc là khi nó điện về gia đình đặng mà biết coi nó chiếc xe nó có cầm là đặng người ta đi chuộc. Thứ hai nữa đó thì nếu nó còn xe thì nó mau sớm trở về, chứ còn để là coi như là để trình tới công an đó là coi như chi nã nó. Chỉ có bao nhiêu đó. Hy vọng là các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội đã theo dõi video đội hiệp sĩ Bình Dương. Nếu xem thông tin mà biết được một thanh niên là tên Vũ như thế này thì hãy liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em này tìm cách nhà khuyên hoặc có thể là giúp gia đình chú lấy lại chiếc xe này.
và để cho con trai chú nó có thể là cảnh tỉnh. Đây cũng là một cái bài học cho tất cả các bậc phụ huynh khác, tất cả các người làm cha làm mẹ, thậm chí anh em, đúng không ạ? Không cho mượn thì nó rất khó, đúng không? Bởi vì đây là người nhà, anh em ruột, mà cho mượn đến giờ phút này là mất tình cảm luôn. Giờ phút này là chắc chắn là mất rồi. Phải không ạ? Giờ phút này chắc chắn là gia đình chú và con rể chú hiện nay là phải suy nghĩ rất nhiều trong cái cuộc hành trình vượt hàng trăm km, đúng không? Để về đây nhờ anh em về phía Bình Dương. Thôi, cuối video này thực sự câu chuyện của chú là rất đau, con rất thương, nhưng mà anh em này cũng không biết làm cách nào hết, chỉ có một cách khuyên chú giữ gìn sức khỏe, bởi vì không ai mong muốn cha sinh con trở sinh tính, chú ạ. Không ai mong muốn là con mình đi làm điều đó, ai cũng mong muốn là con trưởng thành có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, phải không ạ? Nhưng mà giờ mọi chuyện nó lỡ rồi, hy vọng của chú hết sức bình tĩnh và về khuyên răn con rể mình, thôi mọi chuyện này đã lỡ rồi, đúng không ạ? Bởi vì cái này là ai làm người chịu, chứ đúng ra lý ra là con trai chú làm, con trai chú chịu, chú là người không có trách nhiệm trong cái vấn đề này. Nhưng mà đây thực sự câu chuyện của chú là rất khó, đúng không ạ? Buông xuôi thì không được, phải không ạ? Có thể mình không buông xuôi được thì con rể nó coi mình cũng như bồ nhìn. Đó rất khó, chú là vào thế rất khó ha. Thôi, cuối video này con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương, con xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú cũng toàn thể gia đình. Hy vọng là gia đình chú sớm trong thời gian tới sớm lấy được tài sản của mình, và con chú sớm cảnh tỉnh, và cũng đây là một trong những bài học chính con chú có thể là rút ra kinh nghiệm cho mình và sau này tu tỉnh làm ăn, gia đình mình không bị phiền toái gì nữa chú nhé. Dạ, công trần xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe toàn thể các cô chú anh chị đã luôn theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương trong suốt thời gian qua. Hy vọng là trong thời gian tới thì video đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương đăng lên thì các cô chú anh chị tiếp tục đồng hành giúp đỡ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương, chia sẻ nhiều hơn nữa để đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương gọi là giúp đời giúp người sớm tìm được những thông tin nạn nhân hoặc những thông tin con hoặc vợ hoặc chồng bỏ nhà bỏ đi mất tích. Chú có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin lên tất cả trang mạng xã hội không? Đăng lên ấy, con khẳng định lại với chú, đăng lên là rất ảnh hưởng. Đồng ý, đăng lên. Đồng ý ha. Đồng ý. Video mình đăng này là hoàn toàn là đúng sự thật. Đúng sự thật. Nếu sai là chú. Nếu sai là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn cảm ơn đến cuộc chia sẻ của chú. Chúc chú mạnh khỏe, thượng lộ bình an chú nhé. Rồi xin chào chú, xin chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.